chúng ta cũng vậy, mấy con cũng là tiên chúng trên trời. Hôm nay mấy con theo sư phụ đây như vậy, làm những chuyện độ chúng sanh như vậy. Mỗi cái máy này á, là độ biết bao nhiêu á. Thì khi mình về chảnh á, mình cũng có chức sắc, nó cũng như cảnh sát hay là me, hay là làm thị trưởng hay này nọ. Chứ tiên chúng là chỉ vui với chơi thôi, mà mau hết phước lắm. Còn có chức sắc á, thượng đế cũng phát lương nữa nha. Làm ở trên trời cũng có phát lương, mà lương không phải là tiền như chúng ta. Lương nó cũng dạng giống như không có giống như kiểu Bitcoin. Bitcoin là kiểu của thế gian ma quỷ. Ở trên là cha cho công đức vậy đó, cho energy á, thì cái công đức nó lớn hơn. Thì mình ở trên trời, ví dụ như một tiên chúng bình thường ở đúng nghìn năm phải xuống đây chịu khổ, lấy thằng hũ mềm hay lấy hũ mắm nó hành, rồi bắt đầu về trở lại biết tu mới về nghe. Còn chống cự lại á, là chết luôn á, là bị đọ nữa. Tại vì mình phải giữ lại á, là mình phạm nghiệp thì ngàn năm. Nhưng mà ở trên kia những cái tiên mà có chức sắc á, là họ có thể sống 10.000 năm. Tại vì họ đang làm việc, họ phải quản lý cái tiên chúng. Ở một cái xã hội nào cũng đều có người lớn người nhỏ trật tự. Chỉ có cái chỗ của sư phụ là ở tầng đại la thiên của cha mẹ là bất khả xâm phạm, cõi đó không có thì